Ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Dương Đồ Vật. Hôm nay Dương vừa về một chiếc xe Triumph Trident 660 siêu lướt luôn. Ô đô chỉ 1.800 cây thôi. Dương đang ở nhà Dương ha. Dương vừa mới lấy xe về nhà. Cho nên là bây giờ Dương sẽ quay nhanh chiếc xe này cho mọi người đang tìm chiếc xe siêu lướt để có thể sở hữu một giá tốt nhất để mà có thể chơi trong dịp Tết này nha. Ok, mọi người cùng theo dõi với Dương nha. Rồi ok, nhân vật chính của video clip này đang trước mắt mọi người ha. Triumph Trident 660. Phiên bản màu xám đen phối lên màu đỏ ha, màu này thì hãng đang hết rồi nha mọi người. Ok, xe mang biển số thành phố ha, số cũng khá là dễ thương, 38319. Rồi ở trong video clip này Dương sẽ quay quanh xe cho mọi người xem. Thì xe này nó là xe zin thôi, anh chủ xe đặt thùng xe này vào tháng 8 năm 2022 ha, thì anh để trùm mệnh tới giờ luôn, không có chạy ô đồ, chỉ mới có 1.800 cây thôi. Xe là siêu ken luôn nha mọi người, không có một vết chạy ha. Mọi người đến xem xe mà chạy chỗ nào thì Dương bớt tiền cho nó nha mọi người nha. Đó, xe này Dương vừa mới lấy về, vừa mới rửa nước lạnh thôi, chưa có xì ba, chưa có tút tát gì hết ha. Đó, xe thì có ba chế độ chạy nha mọi người. Thì đó, ba chế độ chạy đó là cái gì thì mọi người cứ xem trên YouTube thì sẽ biết. Đó, đây là có chống đổ hãng nè, với một cái chìa cắt nước nha. Đó, anh chủ xe chỉ mới gắn như vậy thôi. Ok, xe rất là đẹp, rất là mới nha mọi người, hãng không còn màu này đâu. Đó, xe này lúc anh chủ đập thùng lăn bánh thì phải trên 300 triệu ha. Cho đến 660 thì mọi người, anh em nào đang quan tâm tìm hiểu cái dòng này thì cũng biết là cái giá trị của xe nó như thế nào rồi ha. Đó, có cái chìa cắt nước nha. Rồi, xe này thì Dương đang để lại cho mọi người giá rất là mềm ha, 178 triệu, bao ký ủy quyền hoặc là mua bán cho anh em, tùy ý anh em nha. Đây, để Dương mở chìa khóa cho mọi người xem nha. Xe có hai chìa khóa đầy đủ, manual book các thứ là đầy đủ theo xe hết, như một chiếc xe mới đập thùng luôn. Đó, màn hình xe ha, không một vết chai nha mọi người, rất là đẹp, đầy đủ hai kính chiếu hậu, nói chung nó như là chiếc xe mới, nó không khác gì xe mới hết. Ok chưa? Vì xe này nó không có gắn đồ chơi gì hết cho nên Dương cũng không có quay, không có nói gì được nhiều hết, chỉ là quay chi tiết xe như thế nào cho mọi người xem thôi. Đây cầm trái nè, mới tinh ha, nhựa còn mới tinh luôn. Đó, không có một vết chai nào hết. Từ bên phải ha, mình vào rồi, phục chưa có dấu mở ha mọi người. Xe này anh chủ xe mới bảo dưỡng lần đầu lúc 1.000 cây ở hãng rồi nha. Đó, thì bảo dưỡng xong là anh không có chạy luôn, anh để ở nhà vậy đó, rất là mới, rất là đẹp. Đó, rồi thì anh em nào quan tâm xe này tiết kiệm hơn một nửa tiền so với đập thùng xe mới thì gọi cho Dương, số điện thoại Dương để cho màn hình ha. Đó, thì Dương bán ở nhà cho nên là giá cũng rất là êm, cũng rất là dễ chịu, dễ thương lượng cho anh em nào thiện chí nha. Anh em nào nhiệt tình đến coi xe thì Dương có bớt nha mọi người. Rồi, rất là đẹp, xe này không có gì để chê luôn. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Quan tâm xe thì cứ gọi số điện thoại của Dương nhé. Bye bye.